Những năm gần đây, phong trào nuôi lươn trong các bồn làm bằng cao su ngày càng được nông dân xã Thạnh Phú ưa chuộng, chọn làm mô hình kinh tế quan trọng của gia đình bởi chi phí đầu tư thấp, dễ nuôi, cho lợi nhuận cao và nhất là giá thị trường rất ổn định. Tôi thấy cái thuận lợi cho cái ở địa phương này nuôi lươn đó là cái thứ nhất là cái con ốc bưu vàng á với lại cá tạp với cái nguồn thức ăn rất dồi dào. Ngày sáng thì mình bỏ ra khoảng 2 tiếng đồng hồ mình chăm sóc lươn, rồi chiều 1 tiếng đồng hồ để cho lươn ăn. Trong một ngày mình chỉ có 3 tiếng để mình là chăm sóc lươn, rồi thời gian còn lại thì mình lo cho lúa hoặc là cho cá. Nó giải quyết được cái nhàn rỗi của mình. Rồi một cái nữa đó là cái giá thành lương nó rất là cao. Nuôi lá giá từ 140 cho đến 150 thì mình so với các cái loại thủy sản khác thì cũng khó có con nào nó lợi nhuận cao bằng. Tôi năm rồi thì làm 4 bồn. Thì diện tích thả 4 bồn như vậy là 10.000 con. Thì cũng mang lại hiệu quả lời cũng một con được 4.500. Thì làm 10.000 con thì lời được 45 triệu. Thì năm nay tính làm sản xuất lớn hơn gấp 4 lần. 20 bể, một bể là 4 mét vuông là 20 bể. Và 1 mét vuông thả là 400 con. Theo kinh nghiệm đúc kết của những hộ nuôi lươn ở địa phương, có 5 yếu tố kỹ thuật quyết định thành bại trong nghề nuôi lươn và rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia. Đó là 1. Kỹ thuật làm bồn nuôi. 2. Kỹ thuật chọn và chuẩn bị lươn giống. 3. Kỹ thuật cho ăn. 4. Kỹ thuật quản lý và nuôi dưỡng. 5. Kỹ thuật thu hoạch. Với lợi thế có thể tận dụng các khoảng đất trống xung quanh nhà để làm bồn, cách làm đơn giản, bà con có thể xây gạch hay đóng cột tre, chiều cao bồn khoảng 0,8 đến 1 mét, tùy theo điều kiện kinh tế và quy mô nông hộ. Diện tích bồn từ 10 đến 30 mét vuông là phù hợp. Trong bồn, bà con có thể làm dĩ tre, chất trà, dây ni lông hoặc rau, ngổ, rau nhút dân dân, cho lươn chui rút và che bóng mát. Mặt đáy bồn nghiêng về phía ống thoát nước khoảng 2,5 đến 3 cm. Miệng ống phải bịt lưới tránh lươn chui trốn ra ngoài và dĩ tre đặt cách đáy bồn 10 cm. Ở khâu làm bồn nuôi, bà con cũng cần lưu ý. Trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế và xây dựng bể, cái thứ nhất là chúng ta nên chọn cái nguồn nước tốt và chất lượng nước không bị ô nhiễm và chủ động trong việc và cấp và thoát nước. Cái thứ hai là nơi vị trí đặt bể đó là phải ít có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, khô ráo và thoáng mát. Hiện nay, nguồn lươn giống của bà con nuôi lươn xã Thạnh Phú có từ hai nguồn. Một là mua lươn giống nhân tạo ở các cơ sở sản xuất. Thứ hai là nguồn đánh bắt tự nhiên. Do nguồn lươn giống nhân tạo, số lượng sản xuất ra không đủ cung cấp nhu cầu nuôi lươn, nên đa số hộ nuôi thường sử dụng nguồn lươn giống tự nhiên. Theo phản ánh của các hộ nuôi lươn, thì ở giai đoạn đầu thả giống tự nhiên, lươn bị hao hụt rất nhiều, gây thiệt hại khá lớn cho bà con nuôi lươn, nhất là những bà con mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thấy người ta nuôi lươn nhiều, rồi thấy người ta làm cũng được, rồi nên bắt chước nuôi theo. Nuôi theo tại vì hồi đó không biết nuôi cho nên kỹ thuật không có, rồi cái nuôi nó bị thất thoát, chết quá nhiều. Chúng ta nên chọn những cái con lươn là có khỏe mạnh, kích cỡ, có nó đồng đều. Và cái thứ hai nữa là phải biết được cái nơi mà đánh bắt, nơi mà cái nguồn gốc của con lươn giống mà chúng ta đang chuẩn bị nuôi. Chúng ta nên chọn cái màu lươn là cái màu sắc đó là cái màu vàng và nó có những cái hạt chấm ở phía thân bụng như thế. Thì những cái lươn đội lươn này á thì nó sẽ tăng trưởng và phát triển tốt trong cái quá trình mà chúng ta nuôi, cái hiệu quả kinh tế thì nó nâng lên rất là nhiều. Lươn là loài ăn tạp nhưng thiên về thức ăn có nguồn gốc động vật nên có thể phối trộn thức ăn cho lươn theo công thức 70% thức ăn tươi sống như cá tạp, thịt ốc bưu vàng, xay nhuyễn,
và 30% thức ăn viên để cho lươn ăn 1 đến 2 lần một ngày, với tỷ lệ thức ăn khoảng 5 đến 8% khối lượng thân, tùy thuộc vào giai đoạn nuôi và sức ăn của lươn. Thức ăn của lươn cho vào sàn để quan sát lươn bắt mồi, từ đó có thể điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp và vớt thức ăn thừa sau khi cho ăn để hạn chế ô nhiễm nước. Đối với cái thức ăn công nghiệp là chúng ta không nên sử dụng thức ăn đã quá hạn sử dụng. Còn đối với cái thức ăn tươi sống như là cá, ốc, vân vân, khi mà chúng ta cho ăn thì chúng ta không nên để cho ngày mai, tại vì nó hoặc là những ngày hơn nữa thì nó sẽ dẫn đến là nó có nhiều cái mầm bệnh, nhiều cái nấm mốc thì nó rất là nguy hại. Do nuôi với hình thức thăm canh và đặc điểm lươn là loài thủy sản da trơn nên rất mẫn cảm với môi trường sống, nên theo các chuyên gia, những hộ nuôi lươn cần chú ý. Mật độ nuôi chúng ta sẽ vừa phải, thì khoảng là đối với con lươn tự nhiên là khoảng là 40 đến 60 con trên một cái mét vuông thôi. Trước khi mà chúng ta cho cái lươn vào cái bồn nuôi thì phải sát trùng bằng cái nước muối ăn vào. Định kỳ thì cứ 7 đến 10 ngày thì bổ sung cái men tiêu hóa, các cái vitamin C gây miết khoáng vào cái thức ăn để hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cho con lươn, cũng như là cái khả năng mà có tiêu hóa của con lươn. Và định kỳ là 30 ngày chúng ta sẽ dùng một cái thuốc sổ dung. Trong quá trình nuôi, người nuôi phải thường xuyên quan sát. Khi phát hiện lươn có dấu hiệu bất thường như ăn ít, một số con bơi tắt đàn hoặc ngóc đầu lên, hay có dấu hiệu bệnh, cần tìm nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. Cái bệnh đỡ lét của đốm đỏ thì cái bệnh này là do cái vi khuẩn gây ra, thì cái do cái những cái nguyên nhân mà chúng ta là cái nguồn nước, thứ nhất là cái nguồn nước dơ, cái thứ hai nữa là chúng ta nuôi với cái mật độ là quá trời cao. Do đó thì những cái biểu hiện, những cái triệu chứng của bệnh sẽ xuất hiện là những cái đốm đỏ ở trên da lươn và những cái vết lét, nó sẽ khi mà đánh bắt si xét thì nó có cái những cái vết lét này nó sẽ ăn sâu vào đó. Do đó đối với cái bệnh này thì cái biện pháp mà chúng ta trị bệnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng để đánh vào cái môi trường bên ngoài bằng cái dung dịch bằng thuốc tím với cái liều lượng là 4 gram trên một khối nước. 3 ngày chúng ta phải lặp lại một lần. Sau khoảng 6 đến 8 tháng nuôi, lươn thương phẩm đạt khối lượng 180g đến 250g một con là có thể bán ra thị trường. Khi thu hoạch, bà con cũng cần lưu ý. Chúng ta nên lưu ý là mình đánh bắt vào lúc sáng sớm và chiều mát để tránh trường hợp mà lươn nó dễ bị sốc. Gom lươn lại một góc, một chỗ nào đó, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng vợt mà đánh bắt. Lưu ý là đánh bắt thao tác phải là nhẹ nhàng để tránh cái trường hợp mà lươn nó bị sốc và bị chết. Trong năm 2014, toàn xã Thạnh Phú có 41 hộ nuôi lươn với quy mô 146 bồn, sản lượng khoảng 44 tấn. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của bà con nuôi lươn địa phương, vừa qua, bên cạnh phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn tổ chức lớp dạy nghề nuôi lươn trong 3 tháng, từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, cho 35 bà con địa phương xã Thạnh Phú. Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư thành phố Cần Thơ cũng đã xây dựng mô hình trình diễn nuôi lươn không bùn tại Hợp tác xã nuôi lươn Phước Lộc Thọ, để người dân trực tiếp tham quan học hỏi và nắm bắt quy trình nuôi cụ thể. Đây là những bước hỗ trợ cần thiết để người nuôi lươn có thể có những kỹ thuật thiết yếu áp dụng vào thực tế của từng hộ nuôi, để nghề nuôi lươn của thành phố thêm phát triển hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con địa phương.